cùng Phật tử khắp nơi thân mến. Khi nghe qua kinh điển Mẫu Hoàng, chúc quý ngài đầy đủ phước duyên, sớm bước lên con thuyền Bát Nhã. Kinh kệ tuyên đời ích lợi chung, nhớ trao người khác nhớ thừa nghe cùng. Hồng chung ăn tông bòn duyên phước, pháp thi giống lành ráng bén dùng. Chuông tình thế rền gian hút hôi, đuốc quệ soi dần lối thô cằn. Giúp đời nhân vật xả thân, lập công đàm tội gỡ lần quan khiên. Như thảo mộc chẳng riêng lợi ích, tiếng thân sanh chẳng thức nên nhàng. Cỏ qua nuôi sông thế gian, buôn loài nhờ đó được an ổn hoài. Muốn giúp ba đời đừng ngày khó nhọc, khổ bao nhiêu cùng lóc lăn phải trên sông chết hiểm nghèo. Non cao biển thâm sáng trèo vượt qua, thủ xả thân thiệt là khó hành. Chiều nắng mưa nóng làm gì đời, nhọc nhằn tâm chi chẳng lời. Miễn sao giúp ích cho đời đặng thôi, nồi súc vật làm tôi cho chủ. Rất chung can biệt đủ nghĩa tình, đôi ngô nào quản phần mình. Một niềm với Chúa hy sinh trọn bề, thân trâu ngựa não nề đau khổ. Chịu lao đau sâu hổ chẳng cần, làm thì cải hết tấm thân. Đói ăn đi có ruộng không cần sắm mua, sự tốn hao chủ chưa nhọc sức. Ở tâm tiền mà nhất tâm trung, đòn roi chịu đánh thịt rụng. Cái thân trâu ngựa não đùng biết bao, khi già yếu lầm nhào đau chết. Khi lực dài yêu hết tứ chi, làm nhiều thân thể si di. Đã vậy người thế chẳng gì xót thương, đời bao nở toan phương. Độc địa ngã sẽ mâm gia cách rỉa không thay. Chặt bầm trăm mấy đoạn như vậy, có công giúp ích mà nay khổ hình. Người sao chẳng niệm tình tạo quá, nở lòng nào đoạn xa
biển nuốt đời sao vô. Như loài khuyên giữ đầu cho chủ, suốt ngày đêm chẳng đi ngủ coi nhà. Có ai lòng dạ gian tà làm hôn đánh đi tiếng chủ nhà dậy ra. Như con chó biết đi mà trung tâm, đừng làm người gian định nên không. Chó còn chung thì một lòng, người đâu nỡ giả bưởi bồng sai hoa. Nhỏ hơn hết người ta nhờ thầy, sức con tầm trong ngay biết đi bao. Kéo tơ lột kiến làm sao, cho nên tơ chỉ tiếc đi nào cái thân. Chịu khổ sở trăm đi phần qua kiếp, ít đây lợi chung sẵn dịp lo làm. Sống đời thôi đã hết đi hèm, muốn nên nghi can quá làm nhầm sâu. Buồn ngất đi chúng nhào đầu chiếu chết, ôi chán đời mê mệt lắm mi đa. Hy sinh thu vật kia là người linh hơn hết, liệu ra lẽ nào thu xả thân biết bao lao lực. Người giúp đời chỉ thật lao tâm, giữ mình đừng tâm đi lội làm sao ra độ chúng đọa trầm biển sâu. Người xả thân mưu cầu lợi chung, làm ít đi chung quốc đi chung an hoàng. Giống nồi ta thể một cha thu cầm, nhân loại cùng bà con chung. Người tâm trí dậy dụng cơ hội, đêm đạo màu dần lôi chúng sanh. Dạy đời giữ quá nên lầm, mở mang tri óc lọc thầm quốc gia. Gieo tư tưởng cộng hòa toàn thể, chỉ phương tu đọc huệ thầm tiên. Mỗi người có một tấm hiền ấy là nước trị nhà yên thái bình. Quý nhân xin chào quý Phật tử, quý huynh đệ, bà con cô bác đang xem livestream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Duyên. Chùa Minh Duyên Quệ Nhẫn ở núi Vinh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu, ngày mùng 9 tháng 11 âm lịch năm Nhâm Dần, nhằm ngày 2 tháng 12 năm 2022. Nguồn đạo đức thâm quy nhiệm ly, bổn chân truyền lập chí tìm tra. Mai dinh hư chẳng có bao xa, nguồn tận diệt bài ra trước tiên nay.
cuộc sao lộn đông tây nam bắc nạn chiến trăm mi đạo tặc dây tràn muôn nhà trăm họ lầm than chịu khốn khổ tai nạn thảm thiết đạo ra đời là đời thành diệt nên Phật tiên cho biết mà tu người thấy thường chắc những hiền ngu cắm mi cổ chết trong ngục tù tội lỗi khuyên nhủ mãi sao tâm tự nuôi mãi vui sai hợp lợi biển mê của thành tàn giọt ngô gớm ghê người kêu reo mãi không hề điên xìa tai trời đến mới kinh hồn mất vía nhớ lại thầy thầy đã đi lâu quy tâm sơ biển khổ thành sầu nhưng phải chịu bể dâu một thuở đời chẳng chịu tâm phương giải thoát đời tối tình lầm lạc biết bao đời vậy còn nói làm sao đời gây tai họa cho nhau đạo quyền đời chắc những não phiền khổ khóc đời mê men ngang dọc bảo tàng đời người nào đang giờ an đời sanh đi độc ác ngộ ngang mấy lần đời không nghi đạo lửa hừng cháy dày đời lo phương dục dậy trăm tay đời càng trăm mi đắng ngàn cay đời càng lắm mi dòng bía mai đình ta đời nên lắm đi cho xa nghiệp bao đời phải tầm chân đạo tu thân đời sao tiều tỷ tính đi thần đời hình đi vật chất đi gần người diệt vong đời ai cũng mong lòng thủ lợi đời đạo khai để khỏi chân thành đời người ma quỷ giáp ranh đời như cái chính trên cầm gió đưa đời chúng chịu gió mưa nóng lạnh đời sau đời trăm mi cảnh lẫn nhau đời người tâm trí làm sao đời ưa náo nhiệt sắc màu dị đoan đời lắm đi lại khôn ngoan mau chết đời chừng khi nào diệt hết quan thiên đời còn lớn lắm nửa nghiêng không bàn bể dân yên nhiều ngày đời phải chịu thiên tai địa ấp đời phạt hành một cách đi gớm ghê đời xa chân ly giác mê đời sao quá đổi dùng về chẳng lo đời ấm mà
qua. Đời sống vì tình số ngã non cao, đời như đèn đã hết dầu, đời hưng trăm ni giáo người hầu mở mang, đời mở mang về đàn đạo đức, đời mở mang tri thức đã tinh ni thần, đời tròn trung hiếu nghĩa nhân, đời mà biết đạo thì dần Phật tiên, đời tu luyện hy hiền vi thâm, đời chẳng đi hơn nước đi mầm dân giàu, đời tu chỗ thấp đến cao, đời lo giúp lành đồng bào chúng sanh, đời biết phân nguồn lành cõi phúc, đời ca hộ dòng vượt biển đông, đời hưng cách lý đại đồng, đời quy một gốc lập thành công tu. Này cảm quá. Quý vị đang xem trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Duyên, huyện Nhẫn, ở núi Bồng Lai, núi Vinh, của Bà Rịa Vũng Tàu. Quý vị hôm nay là ngày 19 tháng 11 là năm Nhâm Dần, tức là ngày 2 tháng 12 năm 2022. Trong tháng này thì đạo tràng chùa Minh Duyên chúng ta có 3 sự kiện quan trọng. Thứ nhất là ngày 28-29 tháng 11 âm lịch là lễ giỗ tổ cuối năm, tức là lễ cúng hội kỳ yên tam tòa thánh mẫu. Hàng năm ngày 28-29 tháng 11 âm lịch, trân trọng kính mời quý vị tranh thủ thời gian để trở về tham dự dân hương cúng mẹ, cúng cầu an, gọi là giỗ tổ cuối năm. Thứ hai là hội nghị tổng kết ban quý tế điện tam tòa thánh mẫu nhiệm kỳ 2022-2027, và thứ ba là lễ sinh thần lần thứ 46 của Huệ Nhẫn. Trong những sự kiện trọng đại của năm của tháng này thì Huệ Nhẫn cũng trân trọng kính mời quý vị. Cái điều thứ nhất là ngày 28-29 tháng 11 âm lịch là trở về chùa Minh Duyên để tham dự lễ cúng kỳ yên tam tòa thánh mẫu cuối năm, lễ giỗ tổ cuối năm đó. Thứ hai là tham dự hội nghị ban quý tế điện tam tòa thánh mẫu nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là những sự kiện rất là quan trọng nhất của đạo tràng chùa Minh Duyên. Còn những cái việc thứ ba thì Huệ Nhẫn có một ước vọng trong ngày sinh nhật của mình, cũng xin thông báo với Phật tử là Huệ Nhẫn sẽ không tổ chức sinh nhật như những năm. Ngày sinh thành của Huệ Nhẫn là ngày nối tiếp của người tu sĩ. Huệ Nhẫn có một ước nguyện là Huệ Nhẫn xin quý vị mà nhớ tới ngày mỗi năm quý vị cúng dường, quý vị cho Huệ Nhẫn tịnh tài đó, thì năm nay Huệ Nhẫn xin hết là chúng ta. Huệ Nhẫn chỉ ước vọng là có 3 tấn gạo với 300 thùng mì. Xin lỗi, 4 tấn gạo với 400 thùng mì để Huệ Nhẫn đi về quê làm từ thiện.
cho nên nếu mà ai mà đây là Huệ Nhẫn chỉ nói trong những người thương yêu Huệ Nhẫn thôi nha, còn những người không quen biết Huệ Nhẫn thì thôi. Cái này Huệ Nhẫn không có xin rộng rãi, mà chỉ Huệ Nhẫn chỉ xin trong Phật tử đạo tràng chùa Minh Duyên và những người yêu thương Huệ Nhẫn thôi, chứ Huệ Nhẫn không có dám làm phiền mọi người nhiều. Ai thương thì Huệ Nhẫn cảm ơn. Mọi người nhớ năm nào cũng vậy, dù cho Huệ Nhẫn không có làm sinh nhật nhưng mà quý vị cũng đến nhân ngày cúng mẹ và mọi người cũng nhớ tới làm lễ này kia, rồi Huệ Nhẫn không muốn cho mình tốn kém. Năm nay Huệ Nhẫn thật lòng Huệ Nhẫn xin với quý Phật tử là nếu ai thương tặng quà thì thay vì mọi người tặng quà cho Huệ Nhẫn, quý vị tặng gạo đi, tặng gạo tặng mì. Năm nay cái ước nguyện cuối năm của Huệ Nhẫn là Huệ Nhẫn muốn về quê của mình để tặng 100 phần quà rồi về thị xã Gò Công tặng 100 phần quà, rồi về huyện Chợ Gạo tặng 100 phần quà, và về xã An Nhất của huyện Long Điền tặng 100 phần quà, tất cả là 400 phần quà. Huệ Nhẫn có cái ước vọng như vậy. Nếu Phật tử mà ai mà thương Huệ Nhẫn thì mở hàng cho hên, mở hàng tặng lì xì sinh nhật Huệ Nhẫn. Thì năm nay thì Huệ Nhẫn thấy sức khỏe mình nó không có được tốt, cho nên chỉ muốn làm phước để cầu phúc sáng sống thêm 2-3 năm nữa. Cho nên là nếu mà quý Phật tử mình mấy bữa nay phát nguyện để đi thu âm cái bộ kinh Long Đình Phật Mẫu mà mấy bữa nay bị cản quá, cho nên cái tiếng nó không có được ngon. Hy vọng là cuối tuần này Huệ Nhẫn sẽ ráng cố gắng để thu lại cái bộ kinh Long Đình Phật Mẫu. Nhân dịp ra mắt bộ kinh Cúng Dường Ấn Tống, bộ kinh Long Đình Phật Mẫu, thì Huệ Nhẫn cũng kêu gọi mọi người năm nay cuối năm về cúng mẹ đó, thì mọi người đừng có lì xì, khỏi có ủng hộ gì hết. Huệ Nhẫn chỉ ai thương thì đóng góp gạo với mì, cho 4 tấn gạo với 400 thùng mì là Huệ Nhẫn làm được chuyện từ thiện, là Huệ Nhẫn vui, khỏi có phải cho tiền Huệ Nhẫn chi. Xin chào hết mọi người đang xem livestream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Duyên. Huệ Nhẫn xin nhắc lại, qua livestream này thì Huệ Nhẫn trân trọng kính mời quý Phật tử, quý vị ân nhân, quý mạnh thường quân vào ngày 28 và 29 âm lịch tháng 11 tới đây, tranh thủ dính chút thời gian quý báu trở về chùa Minh Duyên để tham dự buổi lễ cúng tổ cúng kỵ yên tâm tòa Thánh Mẫu cuối năm. Theo thông lệ hàng năm, và năm nay thì xin giới thiệu quý vị là ban tổ chức có mời đoàn nghệ thuật hát bội Tuồng Cổ Ngọc Khanh do nghệ sĩ nhân dân Ngọc Khanh đảm trách sẽ về chùa chúng ta để hát một suất hát sang hậu thành, tuồng hát bội sang hậu thành. Thì cũng như mỗi năm thì ai có lòng muốn hát cũng cúng cho bà để đóng góp sức hát, thì Huệ Nhẫn cũng sẵn sàng đón nhận và ghi danh của gia đình mình để dâng lên phụng cúng lệnh bà. Và thứ hai là có mời ban nghi lễ, học trò lễ của đình thần Phước Hòa đến để thực hiện nghi thức trình lục cúng dân cúng tâm tòa Thánh Mẫu, thì cũng rất mong sự trợ duyên của quý Phật tử. Và chúng ta cũng tham dự cái chương trình thứ hai là hội nghị ban quý tế điện tâm tòa Thánh Mẫu nhiệm kỳ 2022-2027, và cái thứ ba là cái sinh thành của Huệ Nhẫn lần thứ 46 rồi. Nếu như quý Phật tử thương thì đóng góp cho Huệ Nhẫn xin 4 tấn gạo và 400 thùng mì để Huệ Nhẫn đi về 4 địa phương để làm từ thiện. Và Huệ Nhẫn cũng mời mọi người ai có thời gian cũng đi giống như vừa rồi, để chúng ta đi từ thiện, để chúng ta gieo thêm cái phước cái duyên, để cầu phước bảo an cho quý Phật tử chúng ta nhân dịp cuối năm san sẻ với bà con ở vùng quê khó khăn.
Xin chào thầy Hai Anh Nhất, chào cô Phượng, chào cô Tâm Phúc, chào Trịnh Tiền, chào Phương Quỳnh, chào Ngọc Bích, chào cô Loan Bến Tre, chào Nguyễn Thọ. Rất nhiều mọi người đang xem livestream trực tiếp, người nhà không biết còn ai trên mạng nữa không, cho nên cũng sơ sót, có gì mọi người bỏ qua. Bây giờ nghẹt mũi quá rồi, hết tụng kinh được rồi, nghẹt cứng à. Chào Thiên Long Nam, bây giờ hết đọc kinh được rồi, chỉ ngồi tâm sự với mọi người chút xíu rồi nghỉ thôi à. Bây giờ nghẹt mũi dữ rồi, đọc kinh hết được rồi. Hy vọng qua livestream này có bà con Phật tử nào thương thương nhớ ủng hộ cho người Nhẫn nha. Tết đến rồi, người Nhẫn kêu gọi sớm để chúng ta lo chứ gần Tết mọi người sẽ nghèo. Bây giờ kêu gọi lần lần chứ để tới Tết mọi người nghèo không có để đóng góp. Cảm ơn rất nhiều những thực tình của quý Phật tử dành cho người Nhẫn. Sắp tới đây thì đạo tràng chùa Minh Nguyên được sự phát tâm ấm tấm của quý Phật tử, chúng tôi đang ghi âm lại một kinh Long Đình Phật Mẫu. Dạ, quý báo lắm thay, cảm ơn cô Tâm Phúc đã ủng hộ 1 tấn gạo và 100 thùng mì. Dạ, Nguyễn Nhẫn cảm ơn. Nguyện đem công đức của sự tu hành của mình để hồi hướng phước báo cho cô. Năm nay sinh nhật ngày sinh thành thì chỉ kêu gọi vậy thôi. Bà con mình ai thương, dạ cô Tâm Phúc mở hàng 1 tấn gạo và 100 thùng mì rồi. Nếu được thì mọi người ủng hộ tiếp nha. Tất cả là 4 tấn gạo và 400 thùng mì sẽ đi về 4 địa phương. Một là quê hương nơi thầy sinh ra, 2 là xã Bình Sơn, thị xã Gò Công, 3 là xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, 4 là xã An Nhất, huyện Long Điền. Là 4 địa phương này, từ đây đến Tết người Nhẫn sẽ đến thăm mỗi một địa phương, người Nhẫn sẽ trao tặng 100 phần quà. Rất mong sự phát tâm ủng hộ của quý Phật tử nhân ngày sinh thần, ngày tiếp nối của người Nhẫn trong 2 tuần từ đây đến ngày 25 tháng 12. Người Nhẫn sinh ngày 25 tháng 12, cho nên Nguyễn Nhẫn đang mở chế độ nhận quà từ đây cho tới ngày 25 tháng 12. Quà cáp quý vị xin quy ra mì với gạo thôi. Quà sinh nhật của Nguyễn Nhẫn thì mọi người quy ra gạo với mì thôi ạ. Lấy ngày vui của mình, ngày trọng đại của mình làm niềm vui đến cho 400 gia đình khó khăn để đón Tết. Quý Nhẫn cùng với ban tổ chức lễ hội Điện Tâm Tòa Thánh Mẫu, ông trưởng ban là Võ Văn La, Pháp Danh và Minh Nhân, xin được tri ân tấm lòng cao thượng quý báu của Phật tử Tâm Phúc thuộc đạo tràng chùa Minh Đức Khánh Hòa đã ủng hộ 1 tấn gạo và 100 đồng mì. Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Cầu chúc cho cô luôn được nhiều sức khỏe, luôn luôn an lạc trong cuộc sống này.
khi nào mọi người gửi quà gạo mì, quý vị cũng ghi nội dung dùm nha. Tặng sinh nhật thầy cho thầy vui. Nói với Phật tử mình có tiền thì mình cho tấn gạo, không có thì cho 10 kg cũng được, 10 kg, 5 kg cũng được, đông tay dỗ lên kêu, mà một con dỗ cánh thì cả đàn bay theo. Chúng ta người ủng hộ 10 kg, 5 kg, 20 kg, 50 kg gì đó, nhưng mà chúng ta ghi nội dung là chúc mừng sinh nhật thầy cho thầy vui nha. Cũng biết cái đó là làm từ thiện luôn. Quý vị đừng có ngại, cứ nhắn tin ủng hộ là thầy vui à. Rồi tôi xin phép với Phật tử nha, xin phép mọi người xin quỳ nhẫn xin dừng tay kim ở đây, nghẹt mũi quá rồi, nói cũng khó khăn quá, mời cảm ơn nhiều và nhẫn xuống đây, mọi người nhớ nhắn tin ủng hộ nha.